Yo, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với series One Piece Phiêu Lưu Ký tiếp tục cùng mình. Hôm nay thì mình sẽ lại quay trở lại để làm tiếp một clip cho anh em xem. Và đơn giản thôi, lại là cái áo này đúng không nào? Anh em vừa xem xong clip 7 thằng, 9 thằng đội trưởng ấy. Thì mình sẽ quay luôn cái clip này lần thứ hai rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi cái gì đấy? Big kèo nào đấy? Xem nào. Những người không ăn trái quỷ với ăn trái quỷ làm rồi này. Team tay không đối với team cầm kiếm và gậy làm rồi. Những người cầm kiếm với random. À, anh em nêu nêu hẳn cái kèo ra và nêu hẳn người ra nhá, để mình còn biết. Chứ random không hay lắm. Những người xăm hình với những người có sẹo. Được, mình sẽ chế ra một cái kèo đó là những người có hình xăm. Đúng không? Mà thằng đéo là chỗ có hình xăm. Những người có hình xăm đấu với những người lạnh lạn hoặc là không có hình xăm. Nhưng mình nghĩ thằng đéo là chỗ có hình xăm. Sao bố cũng có vậy? Sao bố có không ta? Sao bố có sẹo mắt này? Thằng này là hình như chưa có sẹo gì phải. Ok, mình sẽ thử những người có sẹo với những người không có sẹo nhá. Đây, ông này có sẹo này. Thằng này 2 năm trước chưa có sẹo. À, xăm chứ. Xăm ơi. Trời ơi, nguyên băng dâu trắng luôn anh em ạ. Xăm bãi đái nữa. Dâu dư thì không thể xăm ở đâu nhỉ? Dâu dư chưa thể xăm ở đâu, bỏ. Bucky này, xăm bãi. Có xăm không? Xăm có mẹ cái chữ X ở đấy luôn. Được của nó. Ông lại. Thằng này xăm giữa ngực này. Được. Jin B xăm bằng thằng mặt trời. Cái này là kiểu tượng trưng thôi nhá anh em nhá. Chứ ai cũng xăm mà. Hancock xăm phát ở lưng này. Thôi bỏ đi. Kiểu tượng trưng đánh những con nào mới mới ấy. Này thằng hồn này có xăm không? Mihawk thì không xăm rồi. Mihawk còn đéo bị thương cơ. Kuma bị xăm không? Thanh niên này thì không xăm rồi. Thằng này xăm không? Không xăm luôn. Bọn hải quân là không xăm thì phải. Thằng hồn này cũng không xăm nhiều lông ngực quá. Không xăm luôn. Không xăm luôn. Toàn sẹo đây. À đây thằng này có xăm chó đâu. Tìm hơi lâu nhỉ. Đây ông này xăm chắc luôn này. Kit có xăm không? Đéo đi xăm đâu toàn sẹo. Đây quả ích to vãi cứt. Đây luôn. Ok. Vậy những người không sẹo bắt đầu là thằng Luffy 2 year ago. Kuma. Thôi nguyên giản này quân này trận trước vừa chơi rồi chả lắm. Rồi bỏ quên xin lỗi. Rồi Mihawk này rồi. Thêm quả Shanh đi. Shanh có xăm chó đâu. Đây, thêm quả này cho nó ấn tượng anh em ạ. Nami có xăm. Ui, quên không cho Nami rồi kìa. Thôi, cho mấy cái thằng này cho nó kiểu đổi gió. Thằng không xăm mày. Thằng không xăm không ta? Thằng không xăm mày. Đây luôn, ok. Những người có xăm đánh với những người không có xăm. Dâu chẳng có xăm anh em nhá. Dâu chẳng xăm ở lưng à, được không? Được. Quá được, không được phải được. Mình là chủ mà. Mình là người làm clip mà. Không được cũng phải được. Ok, let's go. Marco, ta tin vào con. Ok, lên nào. Thằng nhóc. Thằng nhóc. Ôi, đỡ được á? Ghê thế. Ê, nó vừa làm gì mình ấy? Mày nó đấm đích luôn kìa. Thằng em hư hỏng này. Úi xổ ôi. Bay cả người luôn. Gì đây? Giết mày luôn. Mày luôn.
Nhờn, nhờn. Chim phượng hoàng của Marco đấy. Chim Marco đấy. Ok, thằng này béo quá, đá được à? Má mày. Nhờn, nhờn, cụ mày. Chào, Kuma. Về đấy. Ghê đấy ông nội. Chết mẹ luôn kìa. Thú già, để con. Mày định làm gì? Mày làm gì tao? Lên nào anh em. Làm gì? Nhảy lên nhá. Ở đây chúng tôi không làm thế. Giết. Ta sẽ mang bố già đến đỉnh. Chúng ta sẽ mang bố già trở thành vua. 1-0. Nào, 6 thằng nữa nào, nhanh lên. Tính tiền. Ê, chưa mất máu luôn. Ra này. Ui. Ghê. Ghê. Ui, chết mẹ. Toàn anh em mình toàn. Ui. Chém phải đài. Sao mà nhiều máu rồi. Căng thẳng ở đau cẳng. Mọi chết gió rồi. Thằng Tish. Mày bắt tao đây đúng không? Riêng tao sẽ trả thù cho. Ê, dám bắt tao. Thằng dâu đen này nó có quả. Vừa nói xong rồi có quả hút kinh lắm. Úi xổ ôi, quả sút hơi cao em ơi. Lên nào. Trả thù cho ơi. Ôi. Toàn quá. Lên nào, ta đến đây. Bắt buộc phải giết dụng. Không có gì để nói cả. Má, cay thế, cay quá. Ăn gì mà cay thế, chưa rằng. Mày đánh cái Buggy. Chết ngay. Tranh luôn, ba combo ạ. Chết luôn. Nhanh ấy. À, mình lên 3 tấn công rồi. Sao mình lên 3 tấn công ta? Hay là mình gặp Mihawk với Shanks? Không sao cả, thắng rồi. Đơn giản. Inland rồi. Riêng mày luôn. Ui. Đau anh ơi. Đau quá. Thằng Jason Burgess. À, bơm gì mạnh lắm. Anh em. Mạnh rồi. Quả sóng âm của nó kinh lắm. Chạy. Xuôi! Thuyền trưởng Buggy! Ê bồ ấy. Hình như là Buggy bắn ca đông bồ rồi phải. Bắn quả bóng bé. Đấy, special Buggy bồ. Chết đi, đồ ngốc. Cùng. Đéo chết kìa. Đấm chết được luôn rồi. Hey, what?
Chết Quick. Mà khỏe vãi cứt. Mà áo mày luôn. Tao không ăn trái quỷ nhiều không? Tao có ăn trái quỷ đâu mà mày chọc tao. Hay rồi, khó chịu nha. Tính tiền. Không có động tác thừa cơ, động tác thừa nhiều quá. Ok, chúng ta sẽ đến với lo nhân vật mình vừa trích điện. Bây giờ có thể trích điện được. À, tôi bắt cơ từ từ. Nó chồng chết ngay thôi. Thờ mốc cơ của tôi. Thờ mốc cơ của chúng tôi. Ê, đau. Khỏng má nó. Thằng chó ấy. Mà vừa tạo được room xong lại cho mình mất room rồi. À, thử chém thử lấy tim của Enen xem chết không. Phải đài. À, anh em nhìn thằng cho khó chịu không? Tại hóa cổ long nó cắn chết cha này bây giờ. Khó chịu ấy. Nhờn với các ông. Bây giờ X-Drake này cũng không đánh xuống lắm. Ờ, lêu. Ôi, đâu rồi? Lêu quá nhỉ? À. Không nổ à? Khó chịu quá, trời ơi. Khó chịu kinh khủng luôn. Thằng chó này. Thằng chó, danh con. Thằng danh con. Cái gì đấy? Nằm xuống. Mà thằng Enen này, thằng máy này cầm Enen nó không đánh luôn ấy. Nó chỉ sử dụng cái trưởng mấy cái trưởng ấy của nó thôi. Trưởng giật điện với cả trưởng mày thích giật không? Mày thích giật đúng không? Tao cho mày end game luôn ở đây này. Giật con mẹ mày đi. Nào end game. End game được chưa? Giật nữa đi. Lại cái thằng thợ điện này. Ok, để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye anh em.